Xin chào tất cả các anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trong bản tin thị trường ngày hôm nay. Và các anh chị đang xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Nguyễn Văn Thế Official nhé. Vâng xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và cho thế hỏi thực sự là đến cái thời điểm hiện tại là các anh chị đã chán thị trường hay chưa ạ? Các anh chị có cảm thấy là mình đang mất dần sự kiên nhẫn khi đang nắm giữ cổ phiếu hay không ạ? Và hay là các anh chị có cảm thấy là đang bi quan về xu hướng của thị trường hiện tại hay không ạ? Vâng ạ, các anh chị có thể comment ở bên dưới nhé và thế sẽ chia sẻ với góc nhìn và quan điểm cá nhân của thế ở trong thời điểm hiện tại. Thì xin chia sẻ với tất cả các anh chị như sau. Thì đó là trong cái phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta cũng có những cái thời điểm gọi là tích cực đúng không ạ? Tuy nhiên là cuối phiên lại chịu cái áp lực bán. Một cái điều mà chúng ta cần phải nhìn nhận đó là thị trường ngày hôm nay là tiếp tục đóng cửa mức thấp nhất trong phiên tạo ra những cái tâm lý gọi là bi quan hay là tiêu cực đối với những nhà đầu tư đúng không ạ? Đối với đặc biệt là những nhà đầu tư đang lướt sóng, những nhà đầu tư ngắn hạn hoặc là những nhà đầu tư đang sử dụng margin cao vì trong suốt cái giai đoạn vừa qua thị trường của chúng ta liên tục thử thách cái vùng 1.300 điểm nhưng hoàn toàn chưa vượt qua và ngày hôm nay tiếp tục đóng cửa mức thấp các anh chị cần phải lưu ý như này đó là thị trường của chúng ta theo góc nhìn của thế đánh giá là cái phiên ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên rũ bỏ và cái thứ hai nữa là khối lượng ở mức rất thấp thì điều này điều này cho thấy là gì ạ là những cái trạng thái bán vào cuối phiên ngày hôm nay không phải là quá tiêu cực và không phải là quá bi quan và chúng ta cần phải nhận nhìn nhận một điều đó là trước những cái giai đoạn mà thị trường tăng là thị trường đều có những cái thời điểm gọi là đi ngang tích lũy hoặc biến động trong biên độ uh, nhỏ và liên tục xuất hiện những cái trạng thái rung lắc hoặc là những cái trạng thái rú bỏ và làm cho nhà đầu tư của chúng ta mất kiên nhẫn mất kiên nhẫn và sau đó nghĩa là khi thị trường của chúng ta rũ bỏ xong thì thị trường của chúng ta mới gọi là tạo đáy và bắt đầu đi lên và thực sự là đi lên thật thì nên là nghĩa là khi số lượng nhà đầu tư của chúng ta tin tưởng vào cái xu hướng là thị trường có thể tăng ngày càng ít đi thì cái xu hướng của thị trường sẽ phản ứng ngược lại nghĩa là sẽ lại tăng trở lại hoặc là các anh chị ở cái thời điểm này do là chúng ta đang kỳ vọng quá lớn Do là chúng ta đang mong muốn là thị trường của chúng ta có thể lên ngay, lên luôn Thế nên là chúng ta cảm thấy là bị xót ruột Nhưng nếu các anh chị thứ nhất là chúng ta nắm giữ các cổ phiếu của dòng dẫn dắt Đó là dòng ngân hàng Cái thứ hai nữa là tỉ trọng của các anh chị ở mức cân bằng và hợp lý Nghĩa là các anh chị có thể chúng ta chỉ mua hết bằng tiền mặt của chúng ta Hoặc sử dụng một chút margin cái thứ ba nữa là chúng ta có một cái chút tầm nhìn gọi là xa hơn một chút, dài hơn một chút về thị trường thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Nghĩa là thị trường của chúng ta đang đi ngang. Cái điều mà chúng ta lo ngại nhất đó là thị trường của chúng ta bị bán rất mạnh. Khối lượng bán tháo cực kỳ lớn, khối lượng rất lớn và rất và các dòng cổ phiếu nhạy với xu hướng của thị trường, chẳng hạn như là dòng chứng khoán hoặc là dòng bất động sản là sàn liên tục cái điều đấy là chúng ta sẽ sẽ lo ngại về một cái xu hướng gọi là trong ngắn hạn là tiêu cực nhưng hiện tại đó là đang tích lũy và chúng ta cũng cùng nhìn lại cái quá khứ này xin chia sẻ với tất cả các anh chị là trước khi những cái nhịp tăng mạnh thì chúng ta đều xuất hiện những cái nhịp mà đi ngang trong biên độ nhỏ và liên tục xuất hiện những cái trạng thái rũ bỏ Thực ra đây là chúng ta đang nhìn lại quá khứ thì chúng ta nhìn thấy dễ Nhưng thực ra là khi mà chúng ta ở những cái trạng thái giai đoạn như này khi mà thị trường gọi là rũ bỏ cũng như đóng cửa mức thấp nhất ở trong phiên, khối lượng còn gia tăng như thế này đúng không ạ? Thì chúng ta thấy không? Cảm giác của chúng ta rất là khó chịu và cái thời gian rũ bỏ và đi ngang cũng rơi vào cái giai đoạn trước đó là rơi vào tầm 2 tuần đúng không ạ? Thì sau đó là thị trường của chúng ta mới gọi là duy trì và bứt phá một xuống tăng. Hoặc chúng ta nhìn ở những cái giai đoạn trước đó cũng vậy thì đây cũng là một cái giai đoạn đó là thị trường của chúng ta gặp những cái vùng kháng cự này thì đã xuất hiện đây là những cái trạng thái rũ bỏ rất mạnh và trong cái quá trình đi ngang lại tiếp tục rũ bỏ tiếp này chúng ta thấy không lại tiếp tục rũ bỏ và sau đó hồi phục và đi ngang tiếp lại tiếp tục xảy ra những cái trạng thái rũ bỏ liên tục rồi thị trường của chúng ta đi lên lại rũ bỏ và tiếp tục đi lên tiếp nghĩa là những cái nhịp mà đi lên đấy thì chưa bao giờ là đơn giản và dễ dàng và xu hướng đi lên thì thường xuyên xuất hiện những cái trạng thái rũ bỏ thực ra ấy, bây giờ chúng ta nhìn lại cái trạng thái này rất là bình thường nhưng khi mà chúng ta ở những cái thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta đang biến động đi ngang nhưng lại xuất hiện những cái phiên rũ như này, cực kỳ là khó chịu và tâm lý của chúng ta cũng rất là chán nản nhá. Hoặc ở những cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng đi lên liên tục xuất hiện những cái trạng trạng thái rũ bỏ. Hoặc là giai đoạn như thế chia sẻ với các anh chị, ở những cái giai đoạn của năm năm 2012 13 đúng không ạ? Đây là một cái trạng thái này. Nghĩa là khi mà thị trường của chúng ta biến động trong biên đây là vùng biến động trong biên này xong đó là thị trường của chúng ta về những cái vùng biên trên thì đây là một cái giai đoạn mà đi ngang gần như 3 tháng chúng ta thấy rằng đi ngang từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2013 thì sau đó là đầu năm 2024 là thị trường của chúng ta mới tăng các anh chị thấy rằng đây là những cái giai đoạn đi ngang cực kỳ là khó chịu thực ra nếu mà các anh chị nắm giữ cổ phiếu từ giai đoạn này là rất là khó chịu vì thị trường chỉ có đi ngang này, rũ này lại xong đó hồi phục này đi ngang lại rũ bỏ tiếp này nhưng mà chúng ta thấy một cái đặc điểm giống hiện tại đó là gì ạ những cái phiên rũ bỏ như này là khối lượng đang ở ở mức thấp đúng không ạ xong lại đi ngang này lại xuất hiện nhịp rũ này xong lại hồi phục này và hồi phục lên có những cái, cái trạng thái tích cực xong lại rũ tiếp lưu ý với các anh chị nhé và xong lại đi ngang và lại rũ tiếp thực sự là khi mà các anh chị cầm cổ phiếu là cực kỳ khó chịu giả sử bây giờ giai đoạn đó chúng ta có cầm SI thì chia sẻ với các anh chị là khi mà các anh chị cầm SI thì chúng ta luôn xuất hiện những cái trạng thái nào đó, đó là đây là giai đoạn trước khi tăng đúng không ạ? Đi lên rũ, đi lên rũ, đi lên rũ, đi lên rũ và tiếp tục rũ gần như là, là những cái phiên này chúng ta thấy không? Rũ gần như là gãy cả vùng hỗ trợ đúng không ạ? Sau đó là thị trường của chúng ta và cổ phiếu của chúng ta mới đi lên được. Nhìn chung đấy là chúng ta đang sống trong giai đoạn 3 tháng gọi là đi ngang và rũ bỏ cực kỳ là khó chịu nhé đó là chia sẻ với các anh chị là như vậy. Và cái trạng thái này cũng đang là như vậy nhé. Các anh chị cần lưu ý một điều. Đó là khối lượng rất thấp. Ở những cái giai đoạn tăng thì chúng ta thấy không, đã thu hút dòng tiền và khối lượng uh, tham gia khá là lớn. Tuy nhiên là giai đoạn rũ bỏ với cái khối lượng rất là thấp thì theo thầy đánh giá đây không phải là giai đoạn phân phối mà đây chỉ là giai đoạn rũ bỏ. Và cái rũ bỏ như này thì sẽ sớm hồi phục trở lại hoặc là như chúng ta thấy không, đây là một cái giai đoạn tăng đầu tiên của cổ phiếu ai này. sau đó là xuất hiện những cái trạng thái điều chỉnh và chúng ta thấy rằng điều chỉnh với cái khối lượng ở đây ở vùng này là khá là thấp. Đây là cái điều chỉnh với cái khối lượng khá là thấp nhé. Và trong cái biên độ, cái cảm giác khi mà các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này á, ở thời điểm này là chúng ta cũng rất khó chịu và gần như là chúng ta sẽ bị mất kiên nhẫn. Và sau khi mà rũ bỏ với cái khối lượng thấp như này sẽ làm không làm thay đổi cái xu hướng tăng. Và sau đó là khi mà dòng tiền quay trở lại thì cổ phiếu nhanh chóng đó là tăng trở lại đúng không ạ? Thì cái nhịp này cũng vậy, đang rũ bỏ với cái khối lượng rất là thấp. thì ý của uh, thế muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là, nghĩa là trước khi mở thị trường của chúng ta, gọi là bước vào một cái đà tăng hoặc là một cái trạng thái tăng tích cực thì đều có những cái trạng thái rung lắc, rũ bỏ rất là mạnh và làm cho nhà đầu tư của chúng ta chán nản, mất sự kiên nhẫn và sau đó gần như nhà đầu tư của chúng ta không còn tin tưởng vào những cái xu hướng tăng ở trong thời gian sắp tới nữa. thế nên là thị trường của chúng ta mới tăng được. nghĩa là cái phần thưởng không dành cho số đông, không dành cho những nhà đầu tư mất kiên nhẫn. Đấy là chia sẻ với các anh chị về cái góc nhìn nhá. Nghĩa là khi mà thị trường của chúng ta đang biến động tại vùng này, với cái khối lượng ở mức thấp thì các anh chị hoàn toàn góc nhìn của thế là chúng ta vẫn yên tâm để chúng ta nắm giữ đối với các đối với các cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ đúng không ạ? Trong ngày hôm nay thì thế xin chia sẻ với các anh chị về một cái góc nhìn nữa về cái thông tin đó là chúng ta thấy không? À, thông tin bản chất là thông tin đã có từ ngày hôm qua đó là chia sẻ với các anh chị đó là thủ tướng uh, chia sẻ về quy mô của nền kinh tế dự kiến đạt 500 tỷ đô vào năm 2025. 20 thực ra là tại sao thế sẽ chia sẻ với các anh chị ở thông tin này trong bản tin ngày hôm nay. Vì đây là một trong những cái định hướng rất là mạnh mẽ về nền kinh tế của chúng ta và thực sự là uh, chứng khoán sẽ là phong vũ biểu của nền kinh tế và sẽ thể hiện rằng đó là cái xu hướng của nền kinh tế ở trong tương lai như thế nào. Và khi mà thủ tướng cũng như là chính phủ đã quyết tâm là sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta đúng không ạ? Tăng trưởng là chúng ta thấy rằng là thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rằng tăng trưởng GDP cả năm nay ước ước đạt khoảng là 7% và vượt chỉ tiêu so với quốc hội đề ra là 6 đến 6,5% đúng không ạ? Và dự dựa trên cái kết quả từ đầu nhiệm kỳ ước tính cái sự tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 và 2025 khoảng 6% mỗi năm đúng không ạ và cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý tiếp theo đó là cũng chia sẻ với các anh chị là hiện tại về cái mục tiêu ấy thì chính phủ đã chia sẻ đó là năm 2025 sẽ là năm tăng tốc bứt phá để đạt mọi đạt cái mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 5 năm mục tiêu một số cái chỉ tiêu chủ yếu cho năm sau như là tăng trưởng GDP 6,5 đến 7%, uh, CPI bình quân là 4,5%, nghĩa là sẽ quyết tâm uh, để duy trì cái sự tăng trưởng của nền kinh tế và từ giai đoạn 2026 đến 2030 thì chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,5 đến 8,5% một năm. Thực ra chia sẻ với các anh chị à, chúng ta đang tăng trưởng tầm 6 đến 6,5 Và từ 2026 đến 2030 là đặt mục tiêu 7,5 đến 8,5% Đây là một cái mục tiêu rất lớn và cũng rất là thách thức đối với chính phủ đúng không ạ Thế nên là và đây là chính phủ đã đặt ra cái mục tiêu như vậy Và chia sẻ với các anh chị khi mục tiêu mà chính phủ duy trì cái GDP của chúng ta ở mức cao như vậy Thì sẽ liên quan đến các chính sách đúng không ạ Đó là những cái chính sách tài khoá đó là những cái chính sách tiền tệ và thúc đẩy cái sự tăng trưởng GDP uh, tăng trưởng thì chúng ta thấy không uh, chi tiêu đầu tư công uh, cũng sẽ có những cái trạng thái tăng trưởng và FDI là thu hút cái vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ có những cái sự tăng trưởng và chính phủ đang lên những cái lộ trình để chúng ta đạt được cái GDP từ 2026 đến 2030 là 7,5 đến 8,5%. Đây là một cái mục tiêu rất lớn và khi mà chính phủ đã đạt được cái mục tiêu này ấy, nghĩa là kế hoạch đặt ra thì sẽ làm rất nhiều cái biện pháp. Khi mà đầu tư công phát triển, khi mà chi tiêu tăng lên thì chia sẻ với các anh chị là nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ phát triển, cũng sẽ phát triển và cũng sẽ tăng trưởng và điều đó gắn liền với thị trường chứng khoán của chúng ta cũng sẽ tăng cũng sẽ xu hướng cũng sẽ là đi lên và xu hướng sẽ là vượt những cái vùng đỉnh 1.500 điểm đấy là góc nhìn và quan điểm cá nhân của thế thì thế đánh giá là với những cái mục tiêu này và với những cái gì diễn biến ở trong thời điểm hiện tại ấy, khi các anh chị đang theo dõi cái kết quả kinh doanh quý 3 uh, trong năm 2024 chúng ta thấy rằng rất nhiều các doanh nghiệp đang có những cái sự hồi phục tăng trưởng đang có những cái sự tăng trưởng trở lại và hồi phục tăng trưởng thì cho thấy rằng đó là nền kinh tế của chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn phục hồi và với góc nhìn của thế thì như thế đã chia sẻ đó là chúng ta vẫn ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi chứ không phải là cuối của quá trình phục hồi và chúng ta thấy rằng một nền kinh tế hình tròn đó là sau, sau giai đoạn phục hồi sẽ là giai đoạn tăng trưởng giai đoạn tăng trưởng thì chúng ta sẽ chứng kiến là và khi đọc cái bài báo này thế đang có đang gọi là hình dung về nền kinh tế của chúng ta sẽ duy trì những cái trạng thái tăng trưởng trong những cái thời gian và trong những cái năm tiếp theo sau khi tăng trưởng các anh chị lưu ý nhé về một cái chu kỳ kinh tế sẽ đến cái giai đoạn bùng nổ giai đoạn bùng nổ và sau đó là sẽ đến cái giai đoạn bão hòa và vấn đề là mỗi chu kỳ của chúng ta sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm và với những cái mục tiêu tăng trưởng của chính phủ đã đặt ra từ năm 2026 đến năm 2030 với năm 2025 sẽ là cái năm nền tảng thì đó là những cái trạng thái theo thể đánh giá là sẽ rất là phù hợp với cái chu kỳ của nền kinh tế và như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái tầm nhìn dài ra một chút thì chúng ta thấy rằng đến cái thời điểm hiện tại là chúng ta đang chán nản à, hoặc là chúng ta đang gọi là đang mất niềm tin về thị trường thì hãy nhìn xa hơn một chút chúng ta hãy gọi là nhìn về những cái tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam trong 3 năm 5 năm sắp tới để chúng ta có những cái kế hoạch đầu tư và cũng chia sẻ với các anh chị đó là nền kinh tế của chúng ta sẽ có những cái giai đoạn và chu kỳ gọi là phục hồi và tăng trưởng thì với những cái vấn đề như vậy ấy, thì đây là chia sẻ với các anh chị trong giai đoạn của năm 2012 ấy, Thì đây cũng là cái giai đoạn 2013 ấy, thì đây là giai đoạn đầu phục hồi Xong đó là thị trường của chúng ta bước vào cái giai đoạn giữa và cuối giai đoạn phục hồi của năm 2014 và năm 2015 Đây là giai đoạn gọi là thị trường của chúng ta vẫn đang ở trong cái quá trình gọi là phục hồi về những cái vùng đỉnh cũ đúng không ạ Về những cái vùng đỉnh cũ này của năm về những cái vùng đỉnh cũ này. Và sau đó là năm 2016 ấy thì chúng ta chứng kiến là cái sự tăng trưởng của rất nhiều các doanh nghiệp có thể tăng trưởng, cái mức tăng trưởng lợi nhuận theo quý có thể là ba con số trở lên đúng không ạ? Hai con số là rất rất nhiều. Đây là một giai đoạn thiên đường của các cổ phiếu tăng trưởng nhá. Và đến năm 2017 trở đi đây là một cái giai đoạn bùng nổ bùng nổ của thị trường chứng khoán đúng không ạ? Cũng như là bùng nổ của nền kinh tế và năm 2018 là những cái giai đoạn đó là thị trường của chúng ta bão hòa và bắt đầu một cái chu kỳ đi xuống. Thì lưu ý với uh, tất cả các anh chị một cái điều mà chúng ta phải uh, gọi là uh, đó là chúng ta phải nhìn nhận đó là nền kinh tế của chúng ta đều có chu kỳ hết. Từ gọi là uh, từ qua giai đoạn suy thoái thì sẽ đến giai đoạn phục hồi. Giai đoạn phục hồi và sau đó là đến những cái giai đoạn uh, tăng trưởng sau giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn bùng nổ cái giai đoạn bùng nổ này cứ mở mắt ra các anh chị sẽ thấy là thị trường chứng khoán tăng và gần như là các anh chị không đầu tư chứng khoán thì hoặc là các anh chị làm công chức nhà, nhà nước hoặc các anh chị làm bất kỳ một ngành nghề nào đó thì các anh chị đều phải chú ý đến thị trường khoán và sợ nhất ở vùng này các anh chị là đầu tư rất nhiều thì sau đó là khi mà thị trường bước vào bão hòa các anh chị không bán được ra các anh chị không rút được ra thì cái điều đó là một cái điều mà rất đáng đáng tiếc và vấn đề là các anh chị không có thể sẽ không giữ được cái mức lợi nhuận. Thế nên hiện tại của chúng ta mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi. Chúng ta còn rất rất nhiều cái cơ hội ở trong cái thời gian sắp tới, năm 2025, 26, 27, 28 đúng không ạ? Và đó là một cái chu kỳ gọi là tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như là chu kỳ tăng trưởng của thị trường khoán. Thế nên là việc hiện tại những cái cổ phiếu của chúng ta đang ở những cái vùng gọi là giai đoạn phục hồi chúng ta còn rất nhiều cái tiềm năng nữa và thế nên là khi mà chúng ta nhìn dài ra một chút ấy, thì những cái diễn biến ở trong ngắn hạn như thế này là những cái trạng thái rất rất bình thường và các anh chị nhá và các anh chị lưu ý là trong đầu những cái giai đoạn phục hồi như này thì mỗi giai đoạn sẽ có những cái cổ phiếu và dòng dẫn dắt nhất định nhé lưu ý với các anh chị mỗi giai đoạn này có những cái thời điểm là dòng dầu khí dẫn dắt này, có những thời điểm đó là dòng ngân hàng dẫn dắt Thì mỗi giai đoạn này đều có những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt nhất định Chứ cái sự lan tỏa của toàn thị trường sẽ không ở mức quá cao Cái sự lan tỏa của thị trường khi mà giai đoạn mà thị trường bước vào cái trạng thái bùng nổ đúng không ạ Thế nên là chúng ta xác nhận rõ cái giai đoạn này đó là dòng ngân hàng đang là cái dòng mà gọi là khởi đầu và đang là dòng mang lại cái sự dẫn dắt cho toàn thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại nhé và với góc nhìn của thế đó là thị trường của chúng ta đang rũ bỏ với khối lượng thấp kết hợp với các cổ phiếu của dòng ngân hàng nhìn chung là chúng ta thấy rằng cũng đang biến động ở quanh vùng tích lũy bản chất của acb đang biến động quanh vùng tích lũy và chúng ta thấy rằng đây là một cái mức khối lượng rất thấp đây là mức khối lượng rất thấp hoặc là trước cái giai đoạn tăng như này các anh chị thấy rằng trước cái giai đoạn tăng này cũng đều có những cái trạng thái mà rũ bỏ này với khối lượng rất thấp và sau đó là phục hồi đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng cái giai đoạn này cũng vậy thôi đó là thị trường của chúng ta đang biến động với cái mức khối lượng rất thấp thì vùng này thay vì các anh chị chán nản thì chúng ta lại sẽ góc nhìn của thế đó là gì các anh chị đã mua đủ các cổ phiếu dòng rác rồi thì trọng đủ ok các anh chị sẽ kiên nhẫn còn đối với các anh chị mà chúng ta đang cầm tiền mặt và tỷ lệ tiền mặt cao hoặc chúng ta mới trở lại thị trường thì vùng này là chúng ta mua gom rất nhiều các cổ phiếu vẫn đang biến động ở quanh vùng an toàn và vẫn có những cái trạng thái an toàn khi mà rũ bỏ với khối lượng cực thấp như này thì chỉ có ép những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta bán ra mà thôi để chia sẻ với các anh chị như vậy BIDV cũng lại tiếp tục rũ bỏ đúng không ạ với khối lượng ở mức thấp và chạm quanh vùng hỗ trợ CTG ấy, lưu ý với các anh chị là trong ngày hôm nay có một cái trạng thái đối với CTG là tiếp tục bán mạnh và bị bán vào cuối phiên đúng không ạ nhưng mà vùng khối lượng này thì theo góc nhìn của thế đánh giá là chưa nguy hiểm và chưa có vấn đề gì cả à, thực ra nếu mà các anh chị vừa qua mua CTG ở vùng này vùng này thì có thể đến phiên ngày hôm nay chúng ta bị lỗ nhẹ nhưng không có vấn đề gì và khối lượng ở đây ở mức rất là thấp nhá thì góc nhìn của thế thì cái nhịp này đang là những cái nhịp rũ bỏ và thì cổ phiếu này sẽ sớm quay trở lại hồi phục trong những phiên sắp tới có thể nhanh là ngày mai hoặc chậm là một hai phiên sắp tới cổ phiếu cũng sẽ hồi phục thế nên là vùng này là thay vì các anh chị là sợ để chúng ta bán cổ phiếu ra thì các cổ phiếu dòng ngân hàng vừa qua thì đang tạo ra những cái tâm lý khi mà biến động quanh vùng tích lũy tạo ra cái tâm lý rất là chán lản cho nhà đầu tư đúng không ạ nhưng mà tại những vùng này với áp lực giảm nhưng khối lượng ở mức thấp thì góc nhìn của thế là cổ phiếu này cũng sẽ sớm hồi phục và các anh chị đang nắm giữ chưa có những cái trạng thái rủi ro Ờ, rủi ro ở trong cái thời điểm hiện tại nhé liên việt đang tích lũy này mbb điều chỉnh và các anh chị lưu ý là mbb vùng này bản chất đang tích lũy nhưng đã chạm quanh đường ma 20 và điều chỉnh ở cái mức khối lượng rất thấp như này đó là rủi ro của mbb thấp nhá mbb sau những cái phiên hồi phục trở lại này đang test lại với khối lượng thấp thì test lại như này là những cái thời điểm để các anh chị canh gom tại những vùng giá an toàn nhé đối với cổ phiếu msb ocb Lưu ý với các anh chị nhé Phiên hôm trước gọi là chúng ta thấy à Đây là một cái phiên rũ bỏ Rũ bỏ khi mà chạm đường MA20 đúng không ạ Với khối lượng rất thấp Kéo lên xong lại tiếp tục rũ Và khối lượng vẫn ở mức thấp Thì vùng này là những cái vùng gọi là hỗ trợ mạnh Hay là những cái vùng gom của cổ phiếu Theo thế đánh giá là đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng vùng này Đang là những cái vùng test lại Và chưa có những cái rủi ro lớn SHB cũng vậy nhé Ngày hôm nay điều chỉnh là ở mức rất thấp Tại khi mà chúng ta quan sát các cổ phiếu của dòng dẫn dắt để chúng ta đánh giá là thị trường có rủi ro hay không đúng không ạ à, stb à, thiếu một phiên nữa đúng không ạ à, phiên tăng điểm thì nhìn chung à, à đồ thị đang bị thiếu một phiên nhưng mà không sao thì chúng ta thấy à, phiên ngày hôm nay đóng cửa mức thấp à, đóng cửa mức thấp nhưng khối lượng không quá lớn techcombank chạm vùng hỗ trợ với cái mức độ khối lượng ở mức rất là thấp thì theo thế đánh giá đây vẫn đang là vùng tích lũy của các cổ phiếu này không có vấn đề gì cả tiên phong à, việt công banh hỗ trợ vib à, test lại các anh chị lưu ý là ngày hôm trước tăng và ngày hôm nay test lại Thì đó là để uh, rũ bỏ cũng như là để làm cho những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta Gần như là rất là chán nản đúng không ạ VP Bank ngày hôm nay vẫn ở mức tăng Dòng chứng khoán ngày hôm nay giả sử như là HCM đóng cửa mức thấp uh, Phiên ngày hôm nay thì khối lượng cũng tăng nhẹ so với mức trung bình Nhưng mà góc nhìn của thế thì thế đánh giá là Cái cổ phiếu HCM vừa qua giả sử nếu mà các anh chị mua nền Ở quanh những cái vùng hỗ trợ này thì các anh chị cũng đang bị lỗ nhẹ một chút nhưng mà góc nhìn của thế đánh giá là cái sự bán tháo không xảy ra và cổ phiếu này đang rũ bỏ và đang rũ bỏ những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta. Có thể phiên ngày mai rũ bỏ thêm rồi sau đó mới hồi phục trở lại. Thì các anh chị đang nắm giữ là chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn cổ phiếu này nhá. Nhìn chung là cái áp lực bán tháo và cái trạng thái mà bị vi phạm nguyên tắc bán là chưa xảy ra thì đối với cổ phiếu này hoặc các anh chị nhìn này ở giai đoạn trước này, trước khi mà cổ phiếu lên này cũng xuất hiện một cái phiên gọi là phiên rũ bỏ, phiên này gần như là cảm giác là cổ phiếu đang bị gãy một cái chen xu hướng đúng không ạ à, và gần như là phá vỡ những cái ngưỡng hỗ trợ cũ này. thực ra đây là những cái trạng thái rũ bỏ khá là gắt đúng không ạ và phiên ngày hôm nay cũng vậy thôi. Uh, phiên này ngày hôm nay cũng vậy nhưng bản thân thế đánh giá là uh, chưa có sự bán tháo thị trường của chúng ta chưa rủi ro. Thế nên là phiên này với góc nhìn của thế đánh giá đó là những cái trạng thái rũ bỏ hoặc sai cũng vậy nhé. ngày hôm trước gọi là Uh, test lại này. và sau đó là uh, test lại quanh đường MA200 đúng không ạ Xong đó lại hồi phục và ngày hôm nay tiếp tục lại rũ tiếp Với cái mức độ khối lượng vẫn ở mức thấp Thì đây là những cái trạng thái mà các anh chị cần lưu ý Hoặc là những cái giai đoạn trước chúng ta thấy không test lại này, xong đó hồi phục này Xong uh, đó lại tiếp tục test lại đúng không ạ Và xong mới hồi phục Thì khi mà góc độ như này ấy, với các cổ phiếu dòng chứng khoán Thì thế đánh giá là sớm muộn một đến 2 phiên nữa là cùng Là các cổ phiếu này sẽ hồi phục và nếu các anh chị muốn gọi là dành tỷ trọng để chúng ta mua uh, mua các cổ phiếu ở dòng chứng khoán ấy thì tại cái phiên ngày hôm nay hoặc là phiên ngày mai các anh chị gom được, gom hoàn toàn là ok nhá. Với cái mức uh, mức độ khối lượng thì uh, ở đang ở mức uh, mức rất là thấp. Thì đây là những cái nhịp test lại. Và các anh chị lưu ý là cái nhịp này cũng vậy thôi. Gần như là chúng ta cùng cho nhỏ uh, cho nhỏ lại nhá tại những cái phiên này thì chúng ta gần như là đang cảm giác rất là tiêu cực về xu hướng đúng không ạ? thì sau đó đây những cái phiên này gọi là ép bán vào cuối phiên này thì sau đó là những cái nhịp hồi phục khá tốt thì các anh chị với góc nhìn của thế thì các cổ phiếu dòng chứng khoán có thể bị ép thêm phiên sáng ngày mai nữa nhưng mà vấn đề sẽ sớm quay trở lại ở cái trạng thái đó là phục hồi và đi lên thì đây là những cái vùng gom rất là an toàn và đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán ấy, thì chúng ta còn nhìn rõ hơn rõ hơn đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng đó là các cổ phiếu này đang rũ bỏ rũ bỏ nhé nhìn chung góc nhìn của thế đánh giá là những cái trạng thái này đang là những cái trạng thái rũ bỏ Và ép nhà đầu tư cá nhân của chúng ta bán ra Đó là một số các cổ phiếu uh, của dòng chứng khoán mà chúng ta nhìn nhé uh, Đối với dòng bất động sản thì sao DG nhìn chung là đang test lại với mức độ khối lượng thấp Nhìn chung là đối với cổ phiếu này là đang chạm về những cái vùng đáy cũ đúng không ạ và Cổ phiếu này đang yếu hơn thị trường cho so một, một chút đúng không ạ Nhưng mà khi mà thị trường của chúng ta hồi phục tăng Cũng như là tích cực thì các cổ phiếu này cũng sẽ hồi phục tích cực đất xanh ngày hôm nay uh, đất xanh biểu đồ thì đang bị thiếu một chút đúng không ạ? Nova ngày hôm nay cái áp lực bán cũng xảy ra nhưng mà chúng ta thấy không uh, khối lượng đang ở mức rất là thấp thì theo thì đánh giá là sớm hay muộn uh, các cổ phiếu này cũng sẽ hồi phục nhưng sẽ vẫn là những cái cổ phiếu yếu và khi hồi phục thì các anh chị có thể canh để chúng ta cơ cấu sang các cổ phiếu khác nhé. Đối với dòng bất động sản hiện tại thì đang khá là yếu. Hòa Phát nha ý với các anh chị. Ạ đây thế đã kể về những cái phiên ngày hôm trước đó là những cái phiên tăng này thế sẽ không khuyến nghị các anh chị mua thì hòa phát ngày hôm nay về đến những cái vùng gọi là quanh đường em gần đường em 20 và vùng này với góc nhìn của thế đánh giá là quanh vùng 26 775 75 đúng không ạ 26.5 đây là cái vùng mà các anh chị canh gom được và các anh chị thấy là điều chỉnh với cái khối lượng rất là thấp này cứ đi lên lại điều chỉnh với khối lượng thấp đi lên lại điều chỉnh thì nhìn chung là chúng ta thấy không bản chất của cổ phiếu này đang có xu hướng đi lên đáy sau thì là cao hơn đáy trước nha đáy sau cao hơn đáy trước nhưng mà tại nếu mà chúng ta muốn gom và nắm giữ dài hạn đấy trung hạn đấy thì tại những cái vùng điều chỉnh như này là những cái vùng gom và đang có những cái trạng thái rũ bỏ nhá lưu ý chia sẻ với góc nhìn của các anh chị là như vậy với dòng thép thì hòa phát vẫn có những cái trạng thái tích cực hơn hẳn à, hoa sen ở vùng này thì à, khi mà chúng ta thấy rằng đối với cổ phiếu hoa sen có những cái trạng thái rung lắc và đóng cửa ở mức thấp trong phiên tuy nhiên là khối lượng ở mức rất là thấp rồi Nam Kim thì yếu hơn nhá lưu ý với các anh chị Nam Kim là yếu hơn ở trong cái thời điểm hiện tại thì góc nhìn của thế đấy, như đã chia sẻ với các anh chị đó là theo thế đánh giá phiên ngày hôm nay là một cái phiên rũ bỏ với khối lượng ở mức thấp và thị trường của chúng ta sắp hồi phục trở lại và chúng ta nhìn rất rõ đối với các cổ phiếu của dòng dòng chứng khoán đúng không ạ hoặc là các cổ phiếu dòng ngân hàng là cũng đang chạm quanh những cái vùng hỗ trợ với khối lượng thấp thì sớm muộn là một đến hai phiên sắp tới là thị trường chung của chúng ta cũng sẽ hồi phục tuy nhiên là hồi phục để thị trường vượt vùng đỉnh 1.300 điểm hay không thì chúng ta lại quan sát thêm hay hồi phục lại tiếp tục đi ngang đó là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở trong thời gian sắp tới nhưng vấn đề có một điều đó là chúng ta sẽ xác định kiên nhẫn đối với các anh chị đang nắm giữ chủ yếu các cổ phiếu dòng ngân hàng hoặc một phần các cổ phiếu dòng chứng khoán SI HCM hoặc là các anh chị nắm giữ Hòa Phát thì chúng ta ít nhất là chúng ta nắm giữ đến hết tháng 12 năm 2024 nhé. Nghĩa là nắm giữ hết cái gọi là dương lịch, năm dương lịch của năm 2024. Góc nhìn của thế là như vậy. Ít nhất nhé, đó là ít nhất. Còn có thể chúng ta sẽ nắm giữ dài hơn. Thế nên là các anh chị đừng quá sốt ruột. Đừng nên mất kiên nhẫn. Nghĩa là khi những cái trạng thái bi quan, những cái trạng thái tiêu cực ở bên ngoài rất là nhiều. Thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta lại cần phải chậm lại chúng ta lại cần phải kiên nhẫn và chúng ta mở rộng cái góc nhìn và cái xu hướng đầu tư của chúng ta ra thì các anh chị sẽ là thoải mái các anh chị hãy cứ tập trung vào những cái công việc chính của mình còn đối với thị trường chứng khoán các anh chị phân bổ một phần vốn chúng ta tham gia thì chúng ta xác định mua nắm giữ khi mà nền kinh tế của chúng ta mới đang ở giai đoạn phục hồi năm 2025 sẽ là năm bản lề cho những cái giai đoạn tăng trưởng và ở trong những giai đoạn từ 2026 đến 2028 theo thế đánh giá sẽ là những cái giai đoạn tăng trưởng rất tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam và khi mà chính phủ đã đưa ra những cái mục tiêu tăng trưởng như vậy thì khi mà thế đọc báo thế thấy rằng đó là những cái điều mà đang khá sát và khá giống với những cái góc nhìn của thế thế nên là thời điểm này rất rất quan trọng để chúng ta mua và nắm giữ cổ phiếu ở trong chung và dài hạn thế nên là các anh chị hãy cố gắng là chúng ta sẽ kiên nhẫn nhé Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của Thế và chia sẻ của Thế ngày hôm nay. Thị trường của chúng ta sẽ sớm tăng trở lại mà thôi. Thế nên là các anh chị hãy cố gắng kiên nhẫn một chút nhé. Các anh chị nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ Thế và ủng hộ Tima Target nhé. Còn để tham gia uh, zoom tư vấn để các anh chị cập nhật các thông tin ở trong phiên ấy thì các anh chị vui lòng là S Zalo của bạn Hoa uh, số điện thoại 0974 331 538 nhé. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo và trong những chia sẻ tiếp theo ạ. Xin cảm ơn các anh chị nhớ nhấn like video nhá. Xin cảm ơn ạ.